Kính thưa quý vị, nhu cầu sử dụng quạt máy, điều hòa hay máy lạnh ngày càng tăng lên, đặc biệt đối với quạt máy. Nắm bắt được nhu cầu đó, các thương hiệu trên thị trường ngày càng cho ra đời những sản phẩm mới với các tính năng ưu việt, hiện đại và đặc biệt giúp tiết kiệm điện so với các sản phẩm thông thường. Công ty cổ phần điện tử Benny Việt Nam là một trong những doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm quạt trần mang thiết kế và công nghệ Italia, mang lại sự tiện dụng và bền bỉ. Quạt trần Italia có vẻ đẹp tinh tế, sang trọng cho không gian sống. Quạt trần Benny có các tính năng hiện đại. Cái tiêu chí đầu tiên ấy là phải tiết kiệm điện. Cái thứ hai là cái sản phẩm nó phải tốt. Cái thứ ba đó là nó phải đảm bảo với cái diện tích phòng của nhà tôi. Đến với HC thì tôi thấy cái tôi được tham khảo đấy qua nhân viên, thì cái sản phẩm quạt nhãn hiệu Benly là hàng nhập khẩu của Thái. Đầu tiên là cái tiêu chí nhập khẩu rất là ổn định rồi. Cái thứ hai là rất là tiết kiệm điện năng vì nó có 75W thôi, và cái cánh thì nó lại làm bằng nhựa nên là tương đối là nhẹ so với lại các cái dòng sản phẩm cũ là làm bằng hợp kim, nó hơi nặng, nên là cái dòng 5 cánh của Benny ấy thì tương đối là ổn định với cái tiêu chí mà tôi đề ra. Quạt trần Benny sử dụng motor biến tần hay còn gọi là motor DC, được sản xuất từ motor DC không chổi than. Monitor này biến đổi tần số của điện nguồn để thay đổi phụ tải điện, do vậy giảm và chống thất thoát điện năng, tiết kiệm 40% điện năng so với motor thông thường khi sử dụng liên tục 10 tiếng trên một ngày. Ngoài ra, nhờ sử dụng motor DC có khả năng đảo ngược chiều nên phù hợp với thời tiết 4 mùa ở Việt Nam. Mùa xuân hè giúp mát mẻ và mùa thu đông quạt đảo chiều giúp không gian tránh bị nồm ẩm. Đặc biệt, quạt trần Benny đáp ứng các yêu cầu về tiết kiệm điện năng, động cơ bền bỉ và thân thiện với môi trường. Được sản xuất từ Thái Lan và sử dụng công nghệ của Italia, quạt trần Benny có hai loại chính là model BF-C54HE và model BF-C52 Lux. Với các đặc tính của motor DC như 6 tốc độ với chế độ đảo ngược gió, tiết kiệm điện năng và an toàn hơn khi tiêu thụ điện năng thấp hơn, nhiệt độ motor tăng dưới 30 độ C khi sử dụng công nghệ motor DC thông minh. Motor DC là motor đã được phát triển hoàn thiện, êm ái hơn và ổn định hơn so với motor AC. Motor DC có thể được điều khiển với các ứng dụng trên điện thoại, Wi-Fi và các tính năng khác tùy chọn. Quan trọng nhất mà người tiêu dùng cần thiết, thứ nhất đó là cái chất lượng, độ bền. Thì vì chúng tôi đã có kinh nghiệm cung cấp các cái sản phẩm quạt trên thị trường Việt Nam khoảng 10 năm rồi. Do vậy chúng tôi nắm rõ được cái yêu cầu và cái nhu cầu của thị trường cũng như là cái thời tiết tại thị trường Việt Nam. Cho nên là những cái sản phẩm này được chúng tôi thiết kế và có những cái độ bền mà hiện tại trên thị trường là không có quạt nào có được. Ví dụ như là cái việc mà chúng tôi bảo hành 10 năm cho cái motor DC của chúng tôi. Ngoài ra thì khi người tiêu dùng đã mua các sản phẩm dòng quạt cao cấp thì ngoài cái việc là độ bền thì cái thiết kế cũng là rất quan trọng. Vì với cái số tiền người ta bỏ ra rất là lớn thì người ta yêu cầu một cái sản phẩm ngoài độ bền cao thì phải có thiết kế đẹp và phù hợp với nội thất. Thì nắm bắt được nhu cầu đó thì công ty Benny cũng kết hợp với các nhà thiết kế từ Italy để đưa ra những cái thiết kế rất là phù hợp, vừa mang tính thời trang, hiện đại nhưng cũng phù hợp với các cái nội thất mà mang tính chất cổ điển. Chúng tôi đại diện của bên hãng Benny là khi mà bán hàng cho khách thì sẽ bảo hành quạt là 12 tháng, nhập hàng của Thái Lan là nhập khẩu bảo hành 12 tháng và động cơ là 10 năm. Thêm nữa là khi mà bán hàng thì cái quạt này là có tiết kiệm điện, rất là tiết kiệm điện, là nó công suất là 73W và số lượng gió ra là rất là nhiều, 270 m³ trên vòng 1 phút. Đấy. Quạt Benny thì có chất lượng rất là tốt, nhập hàng nhập khẩu 100% của Thái Lan, và với chúng tôi thì khi mà cam kết bán hàng cho khách là nếu mà có lỗi sẽ đổi trong vòng 1 tuần. Bên cạnh chất lượng tốt và công nghệ hiện đại, tại Benny khách hàng sẽ được bảo hành 10 năm đối với động cơ. Thời gian bảo hành của các sản phẩm Benny tối thiểu là 12 tháng kể từ ngày mua, ngoại trừ một số sản phẩm đã được ghi rõ trên phiếu bảo hành. Bảo hành sản phẩm là khắc phục những lỗi hỏng hóc,
sự cố kỹ thuật xảy ra do lỗi của nhà sản xuất. Tùy loại sản phẩm khác nhau sẽ có chính sách bảo hành khác nhau. Quạt chân Benny cam kết bảo hành miễn phí đối với bất kỳ lỗi nào do nhà sản xuất đáp ứng các điều kiện. Một, có phiếu bảo hành đầy đủ, thông tin xuất trình kèm với sản phẩm cần được bảo hành, sản phẩm còn trong thời gian bảo hành. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều chủng loại quạt với nhiều tính năng, an toàn thẩm mỹ và có độ bền cao. Người tiêu dùng nên cân nhắc và tìm hiểu thông tin trước khi lựa chọn mua các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của bản thân cũng như phù hợp với gia đình mình.